cấu trúc của các cơ quan của các cấu trúc của hệ sinh dục và cái chức năng hoạt động của nó như thế nào. LH đó thì nó sẽ kích thích tế bào tổng hợp testosterone, nhưng nó là chủ yếu thôi, nó giúp phát triển, chủ yếu của vai trò chủ yếu của nó đó là nó giúp phát triển ống sinh tinh và lúc tạo tinh trùng, kích thích để tạo ra tinh trùng. Còn FSH mới là kích thích tiết ra testosterone nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ đi vào giải phẫu hệ sinh dục nam trước. Hệ sinh dục nam thì chúng ta sẽ học các cái cấu trúc sau đây. Đầu tiên đó là tinh hoàn. Bao bọc ở bên ngoài tinh hoàn thì ta sẽ có bìu. Ở phía trên tinh hoàn sẽ có một cái cấu trúc nó nhô lên trên, ở đây được gọi là màu tinh. Tiếp theo màu tinh sẽ là ống dẫn tinh. Thì ống dẫn tinh nó sẽ đi từ dưới đi lên trên, chui qua ống bẹn. Chui qua ống bẹn, sau đó nó sẽ đi vô trong khung chậu và đi ra phía sau của bàng quang, bắt chéo với niệu quản ở phía sau của bàng quang. Rồi đổ xuống đây, nó phình lên được gọi là bóng ống dẫn tinh. Và sau đó thì đi vô trong cái tuyến tiền liệt, thì nó sẽ có cái phần ống phóng tinh. Tiếp theo đó là bao bọc ở bên ngoài ống phóng tinh, nó chính là tuyến tiền liệt. Rồi dưới tuyến tiền liệt chúng ta sẽ có tuyến hành niệu đạo. Tuyến hành niệu đạo. Rồi ở tiếp theo dưới với cái tuần hệ tuyến hành niệu đạo sẽ là dương vật. Đó là những cơ quan thuộc hệ sinh dục nam. Cũng nhiều nha. Rồi về số lượng tinh hoàn đương nhiên là có 2. 2 hay 1. Rồi ở phía trên này màu tinh đương nhiên cũng có 2. Ống dẫn tinh thì có mấy ống dẫn tinh nè các bạn? Ở nam giới sẽ có 2 ống dẫn tinh. Rồi đổ vô đây là túi tinh. Tiếp vô đổ ở đây chính là tuyến tiền liệt. Thì tuyến tiền liệt nó có mấy tuyến? Nó chỉ có một tuyến tiền liệt mà thôi. Được chưa? Tuyến hành niệu đạo có mấy tuyến? Một, hai hai. Hai bên chúng ta sẽ có hai tuyến hành niệu đạo. Được chưa? Rồi về đây dương vật đương nhiên là chỉ có một rồi. Rồi thì đó là cái số lượng và những tên gọi của những cấu trúc mà chúng ta sẽ học ở trên cơ quan sinh dục nam. Và cấu trúc thứ nhất là tinh hoàn. Tinh hoàn thì nó nằm ở đâu? Nằm ở trong bìu. Và có một cái đặc điểm rất là quan trọng ở tinh hoàn, đó là nhiệt độ ở tinh hoàn bao giờ cũng thấp hơn nhiệt độ của cơ thể từ 1 tới 2 độ C. Nếu như mà nhiệt độ của tinh hoàn bằng nhiệt độ của cơ thể thì nó sẽ không có khả năng sản xuất được tinh trùng. Nó chỉ sản xuất tinh trùng khi nhiệt độ của nó thấp hơn nhiệt độ của cơ thể từ 1 tới 2 độ C. Và do sự di chuyển của các cái phôi thai trong quá trình phát triển của cơ thể bào thai đó, thì tinh hoàn ở phía bên trái đó, thường thường nằm thấp hơn so với tinh hoàn ở phía bên phải. Rồi, thì về cái tinh hoàn nó sẽ có nam giới khi sinh ra. Sinh ra là nam giới ha, đã xác định là bộ nhiễm sắc thể giới tính là XY. Thì các bạn có chắc chắn là mình có hai tinh hoàn hay không? Có chắc chắn không nè? Chúng ta sẽ phải cực kỳ tự tin và trả lời đã là nam giới chắc chắn sẽ có hai tinh hoàn, đúng không? Chắc chắn chứ, phải 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 mạnh mẽ, nó phải tự tin lên chứ ha. Chắc chắn sẽ có hai tinh hoàn, nhưng mà các bạn sẽ thấy có những trường hợp có một số bé nam bé bé trai sinh ra thì nó chỉ có tinh hoàn ở một bên thôi, thậm chí là có những bé trai sinh ra nó không không thấy tinh hoàn đâu hết.
có biểu đó, nhưng mà không thấy tinh hoàn ở trong biểu. Vậy nó nằm ở đâu? Vậy nó nằm ở đâu? Đố các bạn nó nằm ở đâu? À, nhiều bạn còn trả lời cho cô là nếu như mà không nằm ở trong biểu, ở dưới biểu, chắc nó nằm ở đâu? Suy nghĩ hồi trả lời, có khi nào nó nằm ở trên não không? À, sao mà nằm mà tốt trên đó được? Đúng không nè? Rồi, thế thì nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm trong ổ bụng nha. Tại vì vốn dĩ á, tinh hoàn hay là buồng trứng của nam, của bé trai hay của bé gái, nó cũng được tạo ra ở trong ổ bụng. Và trong quá trình phát triển của bào thai, dưới tác động của testosterone, nó sẽ gây co thắt và nó sẽ làm cho tinh hoàn từ trong ổ bụng á, bị đẩy xuống dưới bìu. À, vậy thì một đứa bé sinh ra mà nó có một tinh hoàn một bên kia không có, à, thì chắc chắn là nó đang nằm trong ổ bụng á, và vẫn khẳng định là sẽ có hai tinh hoàn nha, chứ không phải là có một đâu. À, có hai nhưng mà vốn dĩ là nó ở trên ổ bụng á, nó chưa xuống được do một quá trình trục trặc về kỹ thuật, à, trong quá trình phát triển của bào thai mà nó chưa có xuống được ở dưới bìu. Rồi, thế thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có thể để cho nó nằm ở bên trong ổ bụng luôn hay không? Nằm trong ổ bụng có tốt không? Tốt chứ. Tốt ở chỗ nào nè? Nằm trong ổ bụng rõ ràng là nó an toàn hơn, đúng không? À, nếu mà đi xuống dưới bìu thì nó sẽ chấp nhận nhiều nguy cơ hơn, dễ vỡ hơn, đúng không nè? À, thế thì tại sao không nằm trong ổ bụng cho nó an toàn? À, bởi vì sao? Nếu nằm trong ổ bụng của chúng ta thì nhiệt độ của nó sẽ là 37 độ C và nó sẽ không có khả năng sản xuất được tinh trùng. À, chúng ta sẽ bắt buộc phải đối mặt với nguy cơ. Nhưng khi đối mặt với nguy cơ thì nó sẽ có khả năng sản xuất được tinh trùng và duy trì nó giống. Được không? Rồi. À, thế thì nhớ cho cô những cái đặc điểm của tinh hoàn. Đó là chúng ta sẽ có nam giới sẽ có hai tinh hoàn. Tinh hoàn nằm ở trong bìu và nhiệt độ của tinh hoàn sẽ thấp hơn nhiệt độ của cơ thể từ 1 tới 2 độ C thì mới sản xuất được tinh trùng. Được không? Rồi. À, tinh hoàn sẽ có kích thước nó nhỏ nhỏ bằng cái trứng cút thôi. À, kích thước của nó là 1,5 2,5 nhân 4,5 cm. À, có hai mặt, hai bờ và hai cực, cực trên và cực dưới. Cực trên của tinh hoàn thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc đó chính là màu tinh. Được không? Cắt ngang qua cấu trúc của tinh hoàn thì chúng ta thấy là cấu trúc của tinh hoàn nó khá là xốp. Ở bên trong thì nó được cấu tạo bởi rất là nhiều các cái ống xếp chồng lấy nhau, đó chính là ống sinh tinh. Thì cấu trúc của tinh hoàn là khoảng 80% là ống sinh tinh, chỉ có 20% là các mô liên kết thôi. Được chưa? Rồi các cái ống đó nó sẽ xếp với nhau từ 2 đến 4 ống xếp thành một cái nhóm, và người ta gọi nó là tiểu thụy. Thì ở trên tinh hoàn nó sẽ có khoảng 200 đến 300 tiểu thụy như vậy. À, và từ ở bên trong cùng á, nó là các cái ống sinh tinh xoắn. À, ống sinh tinh chính là nơi sẽ sản xuất ra tinh trùng. Được chưa nào? Ống sinh tinh sẽ sản xuất ra nơi chính là nơi sản xuất ra tinh trùng. Rồi nó sẽ là những ống xoắn. Tất nhiên những ống xoắn này nó sản xuất tinh trùng thì tinh trùng sẽ đổ ra những cái ống thẳng nhỏ nhỏ ở đây nè, ống thẳng. Rồi từ các ống thẳng thì nó sẽ đổ vô cái lưới tinh. Đây, nó đang chéo chằng chịt ở đây, nó gọi là lưới tinh. À, lưới tinh sẽ đi ra các cái ống suất ở đây, những cái đoạn này được gọi là ống suất, và sau đó nó sẽ đi vô màu tinh. À, màu tinh xong rồi nó sẽ đi lên trên cái ống dẫn tinh. À, nó sẽ đi lên ống nhận tinh và đi lên phía trên cái túi tinh và nằm ở trên đó. Được chưa? Còn các cái tế bào kẽ, những cái tế bào nằm ở khoảng kẽ mới là những tế bào sản xuất ra testosterone. Được chưa nào? Rồi, thế đây là cho cái màu tinh. Màu tinh thực ra là các cái ống mà đã nằm xếp với nhau cuộn lại thành một cái cấu trúc nó to, nó lồi lên phía trên như thế này thôi. Được không? Thì nó gọi là màu tinh. Nên thì cái ống ở màu tinh nó rất là dài. Nếu mà kéo tất cả những cái ống của màu tinh ra nằm trên một đường thẳng thì chúng ta sẽ thấy có chiều dài của nó có khi tới 6 cho tới 7 mét lận, rất là dài, đúng không? Và đủ để thấy, các bạn sẽ thấy rằng là cái quãng đường di chuyển của con tinh trùng là rất là xa, đúng không? À, từ khi mà được sản xuất ra cho tới khi mà đi tới đích của nó là rất là dài, đúng không? Đích của nó là ở đâu ạ? Đích tới nó của nó là ở đâu các bạn? Chính là gặp được trứng, đúng không? Gặp được trứng ở trên cơ thể của người nữ. Rồi, à, thế thì các bạn sẽ thấy nè, riêng ở trên cơ thể của nam giới thì nó đã phải đi rất là xa rồi, đúng không? Từ trên cái ống sinh tinh xoắn đi ra ống suất, đi ra lưới tinh, à, đi ra ống thẳng, đi ra lưới tinh, đi ra ống suất, à, là nó đã hết mấy chục cm rồi, 20-30 cm rồi. Rồi nó đi vô ống màu tinh nó dài 6 đến 7 mét nữa.
đi qua hết cái ống màu tinh thì nó làm sao? Nó sẽ đi vô cái ống nhận tinh. Mà ống nhận tinh ở đây thì sẽ dài bao nhiêu nữa? 30 cm nữa. À, nó sẽ đi tới 30 cm nữa rồi mới nó mới đổ lên trên cái túi tinh ở trên, ở trong cái khuôn chậu sau bằng quang được. À, và lên trên cái túi tinh á, thì nó mới được nghỉ ngơi ở trên đó, được chưa? À, nghỉ ngơi chờ đợi ở trên đó rồi. À, như vậy thì quãng đường di chuyển của nó là rất lớn. Chúng ta thường hay ví von các con tinh trùng giống như là các cái vận động viên bơi lội ấy, giống như là Michael Phelps vậy đó, được không? Mà nó còn khó khăn hơn, trắc trở hơn nữa là bởi vì sao? À, bởi vì khi nó di chuyển thì nó sẽ di chuyển ngược dòng. Các bạn biết là nó sẽ phải bơi ngược từ dưới lên trên, thắng lại cái lực của trọng lực nè. À, bơi ngược từ dưới lên trên nữa. À, cho nên là cái quá trình chọn lọc các con tinh trùng nó sẽ rất là lớn. À, những con tinh trùng yếu ớt, những con tinh trùng mà không được hoạt hóa tốt thì chắc chắn là nó sẽ không thể đi lên trên được, ở trên cái túi tinh được. À, rồi đây ha, thì các bạn thấy sẽ thấy là ống nhận tinh nó sẽ đi từ dưới bìu đi lên trên, thì nó sẽ chia làm nhiều đoạn nè. Đoạn ở tuyến tinh, đoạn ở đi ở màu tinh nè, đi lên đoạn đi ở thần tinh nè. À, rồi chui qua ống bẹn nè, chui qua ống bẹn thì chui qua ống bẹn nè, rồi sau đó thì nó sẽ đi vô trong cái khuôn chậu nè, rồi đi ra phía sau bàng quang nè, rồi sau đó chui vô trong tuyến tiền liệt nè, được không? À, mấy con yếu thì nó sẽ chết đi, hoặc là nếu nó còn tồn tại thì nó sẽ không có tác dụng, không có khả năng chiến đấu nữa. Rồi, được chưa? À, nó sẽ đi từ dưới lên trên, đổ vô sau phía sau này, đổ sau túi tinh. Thì ở túi tinh sẽ chứa đựng các cái con tinh trùng đó. Con tinh trùng lên đây nó sẽ được nghỉ ngơi. Đồng thời túi tinh nó sẽ sản xuất 60% tinh dịch để nuôi dưỡng các cái con tinh trùng nằm này. À, đồng thời ở trên cái ống nhận tinh này nó cũng sản xuất ra tinh dịch để nuôi dưỡng các con tinh trùng với một cái lượng tỷ lệ phần trăm nhỏ thôi, được không? À, như vậy thì tinh trùng sau khi đi một quãng đường rất xa, rất là mệt mỏi thì nó sẽ được nghỉ ngơi ở túi tinh. À, túi tinh giống như là các cái resort nghỉ dưỡng của các con tinh trùng. À, nó sẽ nằm ở đây nghỉ ngơi, ăn uống, chờ đợi ngày xuất ngũ của nó, được không? Rồi, à, thì đó là vai trò của các cái túi tinh. À, sau khi mà đổ vô túi tinh xong thì để khi mà cái hoạt động sinh dục, thì nó sẽ được phóng vô trong cái ống phóng tinh của tuyến tiền liệt để phóng ra ngoài. Cái tuyến tiền liệt này ha, tuyến tiền liệt là một cái cấu trúc mà nó nằm ở dưới bàng quang của nam giới nha. Nó chỉ có ở nam giới thôi, nó không có ở nữ giới. Tuyến tiền liệt nó nằm ngay dưới cổ của bàng quang. Nó có cấu trúc hình nón với kích thước là 4 x 3 x 2,5 cm, nặng khoảng 20 g, nên là khoảng tương đương tinh hoàn thôi, được không? Nằm ở dưới bàng quang và bao quanh ở chính giữa này là dạng niệu đạo, được không? Và nó sẽ sản xuất khoảng 25% tinh dịch để nuôi dưỡng tinh trùng. À, để nuôi dưỡng tinh trùng, rồi được chưa? Tuyến tiền liệt nó sẽ có vai trò gì? Vai trò thứ nhất là sản xuất tinh dịch, 25% tinh dịch để nuôi dưỡng tinh trùng. Thứ hai, ở trong tuyến tiền liệt nó sẽ có ống phóng tinh, nó sẽ có vai trò co thắt để phóng tinh trùng ra ngoài, được chưa nào? Đó là vai trò của tuyến tiền liệt. À, tuyến tiền liệt có cấu trúc hình trái tim, được không? Rồi. À, dưới cái tuyến tiền liệt thì chúng ta sẽ có tuyến hành niệu đạo hay là tuyến Cooper. Đây, đây chính là các cái tuyến hành niệu đạo nha, tuyến hành niệu đạo. Các cái tuyến hành niệu đạo, tuyến hành niệu đạo này có vai trò gì? Nó có vai trò tiết ra các cái chất dịch để bôi trơn ở trên đường dẫn nước tiểu và đường dẫn tinh trùng của nam giới xài chung hai trong một, đúng không? Rồi, ngoài ra cái tuyến hành niệu đạo thì nó sẽ tiết ra các cái chất dịch, nó có tính kiềm, giúp kiềm hóa nước tiểu, tránh được cái tình trạng nhiễm khuẩn. Và thứ hai là tạo ra môi trường kiềm cho các con tinh trùng nó hoạt động. Nha, các con tinh trùng nó chỉ sống được ở trong môi trường kiềm và môi trường trung tính thôi. Nó sẽ chết trong môi trường axit. Nha, môi trường axit ở đâu? Ở đâu thì có môi trường axit mà sẽ làm chết, có nguy cơ làm tiêu diệt, làm chết các con tinh trùng. Môi trường axit ở đâu ạ? À,
Môi trường axit là dạ dày. Ở đâu trên cơ thể của chúng ta có axit nữa ngoài dạ dày ra? Đi vô dạ dày không phải là con đường yêu thích của các con tinh trùng à. Rồi chúng ta sẽ thấy là môi trường axit nó sẽ có ở trên âm đạo của nữ giới à. Âm đạo của nữ giới, môi trường ở trên đó sẽ là môi trường có tính axit nè. Môi trường trên đó là môi trường có tính axit, do đó cái tuyến hình niệu đạo này nó sẽ tiết ra cái bazơ, những cái chất có tính kiềm để nó kiềm hóa các cái chất dịch ở trên cái niêm mạc của người phụ nữ đi, để làm cho môi trường trở nên trung tính và tạo điều kiện cho các con tinh trùng nó được hoạt động nha. Được chưa? Nó được sống sót và để bơi được tới gặp được trứng ở đó nha. Rồi, bởi vậy cho nên là các con tinh trùng thì nó chỉ chết ở trên sân khách thôi, nó không chết ở trên sân nhà ha. Rồi, cấu trúc của cơ quan sinh dục ngoài của nam giới là dương vật. Thì dương vật nó sẽ có hai vai trò sinh dục. Tức là vai trò phóng tinh, và vai trò thứ hai là vai trò niệu, tiết niệu, nó sẽ dẫn nước tiểu ra ngoài à. Và cấu trúc của nó ở phía bên trong được gọi là phần rễ của dương vật, nó cố định ha, đi từ từ tới sương mù à. Và phần thứ hai là phần thân dương vật, nó di động ở bên ngoài, có cấu trúc hiện trụ. Ở đầu cùng của dương vật là quy đầu à, nó sẽ có cái phần bao quy đầu ở bên ngoài à, bao phủ ở bên ngoài. Thì ở các cái em bé nha, ở trẻ em mà nó các bé trai sau khi được sinh ra thì sừng phải được kiểm tra xem thử là nó có bị hẹp hay không. Thấy chưa? Ở trong cấu trúc của dương vật thì sẽ bao gồm có hai vật hang và một vật xốp. Hai vật hang nó nằm ở hai bên bao quanh, và một vật xốp nằm ở chính giữa. Một vật xốp nằm chính giữa, và chính giữa vật xốp nó chính là cái niệu đạo để dẫn nước tiểu, cũng đồng thời là dẫn tinh trùng ra ngoài đây ha. Đây là đây chính là hai cái vật hang à, hai là thể hang. Ở chính giữa này là thể xốp, và ở chính giữa thể xốp thì có một cái ống ở giữa này, đó chính là niệu đạo, được không nè, cũng đồng thời là đường dẫn tinh trùng ra ngoài ha. Rồi ở phía ngoài này là phần thân, phía trước này là quy đầu, và đây là phần bao quy đầu. Ở trẻ em, các bé trai mới sinh ra thì phải kiểm tra xem thử có bị hẹp bao quy đầu hay không. Nếu mà hẹp các cái phần bao quy đầu này á, thì phải cắt, thì phải cắt nó ra. Tại vì sao? Mỗi lần mà đi tiểu thì cái bao quy đầu mà bị hẹp á, thì vệ sinh không kỹ thì các cái chất dịch nó đọng lại ở bên trong, và nó có thể làm cho cái nó có thể làm cho ứ động, làm cho vi khuẩn nó phát triển ở trên này, gây ra viêm nhiễm, gây ra nhiễm trùng ở phía đầu nha. Đó, tiếp theo là cấu trúc của bìu. Bìu là một cấu trúc mà bảo vệ bao bọc xung quanh tinh hoàn, và nó có rất nhiều lớp nha, lớp da, lớp cơ bám da, mô dưới da, rồi đến lớp mạc nông, cơ bìu của mạc sâu, rồi mới đến bao tinh hoàn. Thì bìu nó sẽ có nhiệm vụ gì? Bìu nó sẽ có nhiệm vụ là ở cái phần da bìu á, nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, đó là nó có rất là nhiều nếp nhăn, và bởi vì nhiều nếp nhăn như vậy cho nên nó có thể làm tăng diện tích tiếp xúc giữa bìu với môi trường bên ngoài để giải phóng nhiệt bớt ra ngoài, làm cho nhiệt độ của tinh hoàn thấp hơn so với nhiệt độ của cơ thể, được không ạ? Rồi ngoài ra cái lớp cơ bìu nó sẽ có nhiệm vụ là co bìu lại nha, làm co lại, nâng bìu lên trên khi trời lạnh và giãn ra khi trời nóng để thải nhiệt ra ngoài. Rồi, đó là phần cấu tạo cơ quan sinh dục. Đối với sinh lý, phần sinh lý sinh dục nam, thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vai trò và hoạt động của tinh hoàn. Tinh hoàn nó sẽ có hai cái vai trò, đó là vai trò nội tiết và vai trò ngoại tiết. Vai trò ngoại tiết thì nó sẽ sản xuất cho tinh trùng, còn vai trò nội tiết thì nó sẽ sản xuất cho hormone sinh dục nam, androgen, hay là nhiều nhất là testosterone. Rồi
Nhớ cho cô là các cái tế bào Sertoli ở trên cái ống sinh tinh xoắn này nó là những tế bào gốc, và các tế bào gốc này nó sẽ sản xuất liên tục để tạo ra những tế bào mới để sản xuất tinh trùng. Bởi vì ở trên ống sinh tinh này nó có những tế bào gốc và sản xuất suốt đời, cho nên là quá trình sản xuất tinh trùng ở nam giới sẽ bắt đầu từ lúc dậy thì và kéo dài tới suốt đời, đúng không? Và các bạn biết là mỗi ngày như vậy nam giới sẽ sản xuất ra khoảng 100 đến 200 triệu con tinh trùng, rất là nhiều, đúng không? Đó là một ngày, từ lúc dậy thì cho tới khi chết nam giới sẽ sản xuất ra được khoảng bao nhiêu con tinh trùng không đếm xuể, đúng không nào? Hàng tỷ 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 con tinh trùng, nhưng mà số tinh trùng đi tới đích thì được bao nhiêu con? Số tinh trùng đi tới đích thì giỏi lắm là được từ 1 tới 2 con mà thôi, đúng không nè? May mắn lắm mà rơi rớt ở bên ngoài thì chắc cũng được 5 6 con. Mà 5 6 con đó mà trên tổng số hàng tỷ tỷ con tinh trùng được tạo ra thì tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm? Gần như là 0%, được không? Suốt đời nam giới hoạt động sản xuất tinh trùng, hoạt động tình dục với một cái tỷ lệ xác suất thành công chỉ có gần như là 0% thôi, được không? Cho nên chúng ta sẽ phải trân trọng nó ha. Những con tinh trùng nào tạo ra sản phẩm cho mình thì mình phải tôn trọng nó, mình phải trân trọng nó, được không? Cũng là một cái đặc điểm của nam giới, đúng không? Tạo ra rất nhiều nhưng mà cho rất nhiều nhưng mà nhận lại thì không bao nhiêu, đúng không? Hay là gọi là dạ, nam giới rất là phóng khoáng, rất là hào phóng, đó là đặc tính của nam giới, đúng không? Còn nam giới mà keo kiệt bướng xỉnh thì nó sẽ là không phải là đặc điểm của nam giới nữa rồi, đúng không ạ? Mà quá trình sản xuất đã tạo ra được một con tinh trùng thì nó sẽ mất hết 64 ngày, cũng vất vả lắm mới tạo được một con tinh trùng chứ đâu phải đơn giản, đúng không ạ? Rồi thì điều hòa sản xuất hormone, sản xuất ra tinh trùng, sản xuất ra testosterone sẽ là do các cái hormone sinh hướng sinh dục của tự nhiên tiết ra, đúng không? Vùng hạ đồi sẽ tiết ra GnRH, GnRH sẽ kích thích LH và FH của tự nhiên được tiết ra. LH sẽ kích thích vùng LH sẽ kích thích cái phần các cái tế bào kẽ tiết ra testosterone. FSH sẽ giúp phát triển ống sinh tinh. Và GH sẽ kích thích chuyển hóa của tinh hoàn. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của tinh hoàn đó là nhiệt độ nè, độ pH nè, kháng thể nè, chất kích thích nè, các tia X, tia phóng xạ, bệnh lý quai bị hoặc là tâm lý. Rồi, ví dụ như nhiệt độ thì nãy mình nói rồi đúng không nào? Nhiệt độ phải thấp hơn nhiệt độ của cơ thể từ 1 đến 2 độ C thì nó mới có khả năng sản xuất được tinh trùng, đúng không? Rồi, những người mà làm ở trong những cái điều kiện môi trường nóng bức quá thì nó sẽ làm giảm cái khả năng tạo ra tinh trùng đi. Rồi pH thì nãy cô nói rồi, pH gì ạ? pH kiềm hoặc là pH trung tính thì con tinh trùng nó mới sống. Hoặc là cơ thể người có thể là tạo ra những cái kháng thể để tiêu diệt mất các cái con tinh trùng đi. Sử dụng các cái chất kích thích thì nó sẽ không có lợi cho cái quá trình phát triển và trưởng thành của các cái con tinh trùng. Các cái tia X, tia phóng xạ thì nó sẽ gây đột biến các cái con tinh trùng đi. Bệnh lý quai bị. Bệnh lý quai bị thì các bạn lưu xưa nay thì các bạn sẽ thấy rằng là người ta nói rằng bệnh lý quai bị sẽ dẫn tới tình trạng vô sinh, nhưng mà không phải người nào bị quai bị cũng dẫn tới vô sinh đâu. Quai bị tức là một cái bệnh lý mà nó gây ra tình trạng viêm tuyến nước bọt ở mang tai, viêm tuyến mang tai á. Nhưng mà nếu như mà cái con virus mà gây ra viêm quai bị đó, gây viêm tuyến mang tai đó mà nó mạnh lên. Nó đi xuống ra, nó lan ra toàn thân và nó đi xuống dưới biểu, nó gây ra viêm tinh hoàn thì nó mới gây ra tình trạng vô sinh thôi. Còn những người mà bị quai bị mà bị nhẹ, ở thể nhẹ, nó là chỉ bị sưng cái phần tuyến mang tai lên, đau sốt vài ngày rồi sau đó lành, sau đó khỏi bệnh hoàn toàn thì nó sẽ không có gây ra tình trạng là vô sinh đâu nhé. Khi nào mà gây ra biến chứng viêm tinh hoàn thì nó mới dẫn tới tình trạng vô sinh thôi. Tâm lý căng thẳng, stress căng thẳng cũng là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng vô sinh đó. Rồi, được chưa? Cho nên là có nhiều yếu tố mà có thể dẫn tới vô sinh, đặc biệt là vào cái thời điểm hiện tại. Cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là nam giới có nguy cơ vô sinh rất là cao.
À, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ngày ngày tiếp xúc với rất là nhiều các cái loại sóng vô tuyến, sóng điện thoại, sóng wifi, nên rất là nhiều các cái sóng vô tuyến đó. À, mặc dù là chưa có một cái nghiên cứu khoa học nào một cách rõ ràng để minh chứng rằng những cái loại sóng đó nó có thể gây ra cái những cái tổn thương thực sự ở trên cơ thể. Nhưng mà người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà bị vô sinh ở nam giới nó rất là cao. Khi mà nam giới đi đi xét nghiệm tinh trùng đồ thì người ta sẽ thấy là cái số lượng tinh trùng là ít đi. Thứ hai là cái việc mà di chuyển khả năng di chuyển tiến tới nhanh tiến tới chậm của các con tinh trùng á, nó rất là kém, cho nên khả năng thụ thai rất là kém. Được chưa? Cho nên cô thường hay nhắc nhở các bạn nữ đây là trước khi mà cưới á, là cầm sẵn ở trong tay hai cái tờ giấy xác nhận. Tờ giấy xác nhận thứ nhất là giấy xét nghiệm HIV âm tính và tờ giấy xét nghiệm thứ hai là xét nghiệm tinh trùng đồ của nam giới. À, chứng tỏ là không được vô sinh ở nam giới. Bị hiện tại đến thời điểm hiện tại vô sinh nhiều lắm, tại vì sao? Ngày nào cũng cầm cái điện thoại, ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại mà. À, chơi chơi game cho tới 1 2 giờ sáng mệt quá ngủ luôn mà. Thành ra là cái nguy cơ mà vô sinh của nam giới hiện tại thì nó rất là nhiều ha. Rồi các bạn nhớ đi kiểm tra xem thử ha, ai mà xài điện thoại nhiều quá thì chúng ta sẽ phải xem xét thử xem là và bỏ bớt đi ha, bỏ bớt các cái nguy cơ đó đi. Sốt rét rừng lại gây vô sinh à, thì đâu có cái nguy cơ mà sốt rét rừng lại gây vô sinh đâu em. Sốt rét rừng thì thường là sốt rét thôi chứ làm gì có sốt rét rừng. Sốt rét nào có nguồn gốc từ rừng ở trên những cái vùng vùng núi hết trơn á. À, và sốt rét thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái gây sốt nè, gây rét và gây ra cái tổn thương, gây vỡ hồng cầu, gây ra thiếu máu thôi. Chứ còn mà nếu như mà gây thiếu máu trầm trọng thì nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan của cơ thể thôi. À, chứ còn để mà nói là sốt rét mà gây ra vô sinh á, thì nó không có, chúng ta không có nói như vậy được nha. Rồi các bạn vị của tinh trùng hả, của mình thì mình phải biết chứ nhờ. À, khi nào mình thử coi nhá, nào thử xong thì cho các bạn biết nhá. Dạ. Rồi, ở trên này là tế bào gốc. À, tế bào gốc ở trên cái ống sinh tinh. À, từ cái tế bào gốc này nó sẽ phân bào liên tục để tạo ra những tế bào mới, đó là tinh nguyên bào A và tinh nguyên bào B. À, thì tinh nguyên bào A nó lại quay trở lại, nó phát triển đầy đủ lại trở lại cái tế bào gốc ban đầu. À, rồi tạo ra tế bào gốc ban đầu. Rồi sau đó thì cái tinh bào B thì nó sẽ đi tiếp, nó sẽ phân bào tiếp để tạo ra tinh bào 1, tinh bào 2. Và từ có các cái tinh bào 2 này nó sẽ phân bào để tạo ra 4 cái con tinh trùng, tức là một cái tinh bào ban đầu sẽ tạo ra 4 cái con tinh trùng ở đây. Rồi, mình không bàn luận về cái bài kiểm tra bây giờ nữa nhé. Thứ năm mình sẽ bàn luận luôn một thể nha. Rồi, thì chúng ta sẽ có cái từ một cái tinh bào ban đầu nó sẽ tạo ra 4 cái con tinh trùng ở đây. À, tạo ra 4 cái con tinh trùng ở đây. Rồi, và các cái con tinh trùng nó sẽ phát triển, nó sẽ trưởng thành lên. Tinh trùng thì nó sẽ bao gồm có 3 phần: phần đầu, phần thân và phần đuôi. À, phần đầu thì nó sẽ chứa nhân và chứa thể cực đầu ở phía trước. À, cái thể cực đầu này nó sẽ có vai trò gì? À, hay còn gọi là thể đỉnh á, nó sẽ có các enzyme ở bên trong. Và các enzyme này á, nó sẽ có cái vai trò gì? À, nó giống như là nó được đội nón bảo hiểm vậy đó, là che chở, được bảo vệ ha. Thì nó sẽ có nhiệm vụ gì ạ? À? Các con tinh trùng nó thường sẽ bị tổn thương ở trên cơ thể của nữ giới hơn. Nha. Thường sẽ dễ bị tổn thương ở trên cơ thể của nữ hơn. Đó. Mặc dù ở trên cơ thể của nam giới nó đi một quãng đường xa thật xa như vậy nhưng mà nó không có bị làm vỡ tổn thương cái đầu của con tinh trùng mà chỉ ở trên cơ thể của nữ giới thôi. Cụ thể là gì nè? Khi mà nó tinh trùng được phóng vô trong âm đạo của nữ thì cái đầu tiên nguy cơ chết đầu tiên đó là những con được phóng ra trước, đúng không ạ? Tại vì trên âm đạo của nữ là môi trường có tính axit, nó dễ bị chết. À, sau khi tinh dịch nó được tiết ra nhiều hơn, nó trung hòa bớt axit âm đạo của nữ giới thì nó sẽ tạo ra môi trường trung tính. À,
Và khi tạo ra môi trường trung tính thì các con tinh trùng ở phía sau á, may mắn được sống sót và tiếp tục di chuyển lên trên. Khi di chuyển lên trên thì nó sẽ gặp cái gì ạ? Chướng ngại vật đầu tiên nó chính là nút nhầy cổ tử cung ở nữ. Ở nữ giới thì nó sẽ có một cái nút nhầy nút chặt ở cái cổ tử cung để hạn chế sự di chuyển của các cái con vi khuẩn gây ra nhiễm trùng của cơ quan sinh dục. Thì nó sẽ giúp cho ngăn chặn được cái tình trạng là sự xâm nhập của các cái vi khuẩn lên trên, nhưng mà cũng đồng thời nó cũng cản trở tinh trùng di chuyển. Thế thì khi mà gặp chướng ngại vật như vậy thì các cái enzyme ở thể cực đầu của con tinh trùng, ở cái phần thể đỉnh của con tinh trùng đó, nó sẽ được giải phóng ra và nó sẽ hóa lỏng, nó sẽ phá hủy cái lớp thành trì đầu tiên, đó là nút nhầy của tử cung. Nhưng mà sau khi mà phá hủy xong rồi thì nó sẽ thường là yếu đi rồi và nó không còn có khả năng sinh sản nữa, nó không còn khả năng tiếp cận trứng nữa. Rồi những con tinh trùng đi sau á thì nó sẽ được mở đường rồi, nó tiếp tục đi lên trên, đúng không? Đi lên trên tử cung ở nữ thì có rất là nhiều nếp nhăn, đúng không nào? Và nó có thể đi lạc, một số con đi lạc vào các cái nếp nhăn đó. Rồi những con đi được đường thẳng đi lên trên, nó tới tử cung đã gặp được trứng đó, mà nó cần phải lên tiếp ở trên ống dẫn trứng mới gặp được trứng ở trên đó, đúng không? Rồi đi tiếp tục đi lên trên ống dẫn trứng thì ở nữ giới có hai cái ống dẫn trứng, nhưng mỗi tháng nữ giới chỉ rụng một trứng thôi, tức là nó chỉ rớt về một bên thôi, được không? Do đó cho nên sao nè, những con tinh trùng mà đi qua phía bên cái ống dẫn trứng không có trứng thì coi như là thất bại. Và những con tinh trùng may mắn đi được tới cái ống dẫn trứng có chứa trứng ở đó vào đúng thời điểm là trứng rụng nha, còn nếu trứng không rụng thì số lượng bóng không thôi. Rồi đi tới nơi gặp trứng rồi thì sao? Trứng nó lớn rồi mà, kích thước của trứng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, trong khi đó con tinh trùng nó rất nhỏ. Tế bào tinh trùng là tế bào có kích thước rất nhỏ, chúng ta cũng đâu có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đâu nha. Có thể là thấy kích thước của trứng lớn quá cũng hoảng loạn chút. Rồi đi tới gặp trứng, sau khi tới gặp trứng xong thì sao nè, nó sẽ bắt đầu tiết ra cái thể cực đầu đó để phá hủy cái vỏ trứng đi. Phá hủy cái lớp vỏ trứng đi thì nó mới chui được bên trong trứng, mới thụ tinh được, được không nè? Rồi sau khi mà phá hủy bớt cái lớp vỏ trứng rồi thì nó mới mới nếu nó chui được vô bên trong thì nó là con tinh trùng thành công, đúng không? Còn nếu như mà nó phá hủy vỏ trứng rồi nhưng mà nó chưa đủ mỏng để tạo ra cái lớp vỏ ở bên trong á, để bào mòn cái lớp vỏ của cái trứng á, thì nó cũng chết thôi, nó đâu có làm gì được nữa. Còn những cái con tinh trùng, có một anh tinh trùng anh đi sau, anh cứ đi từ từ ở phía sau, anh tới nơi là mọi con tinh trùng khác nó đã dọn đường sẵn rồi, nó chỉ cần tiết ra một chút thể cực đầu ở đây, cái enzyme ở trên cái thể đỉnh này em bào mòn cái lớp vỏ trứng, nó chui được vô bên trong, nó trở thành con tinh trùng chiến thắng. Cho nên lâu lâu các bạn cũng phải chấp nhận một thực tế là có những sự cố gắng nỗ lực tối đa nhưng mà vẫn không đạt những kết quả như mình mong muốn, đúng không? Đời là như vậy. Rồi có khi thì cũng có người thì rất là may mắn, không cần chưa cần phải cố gắng gì hết, nhưng mà sao các bạn thấy là số lượng rất là ít thôi, đúng không? Chỉ có một con tinh trùng may mắn trong hàng tỷ các con tinh trùng đó mà thôi. Rồi sau khi mà con tinh trùng nó chui vô được ở bên trong trứng thì nó ngay lập tức kích hoạt trứng, làm cho vỏ trứng nó cứng lại để cho những con tinh trùng khác không thể nào chui được vô trong cái quả trứng nó nữa. Thế nào phản bạn, đúng không? Vô được rồi vô một mình thôi. Giữ lấy một mình thôi, không cho con tinh trùng nào vô được hết nữa. Các con tinh trùng ở ngoài thì giận tức quá chắc cũng chết luôn, đúng không? Đấy thì con tinh trùng chui được vô trong trứng nó là con tinh trùng chiến thắng, đúng không? Còn những con tinh trùng ở phía ngoài là những con tinh trùng sợ hy sinh cho một cái lý tưởng cao đẹp, đúng không? Thì đó là cái vai trò của cái thể cực đầu. Thể cực đầu để tiết enzyme để phá hủy những cái chướng ngại vật trên đường mà nó di chuyển. Rồi ha. Rồi, sinh đôi là như thế nào? Sinh đôi thì ta có hai trường hợp, sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng, đúng không? Sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng. Thế thì khi mà sinh đôi cùng trứng có nghĩa là sao? Mấy con tinh trùng và mấy trứng? Chúng ta sẽ luôn luôn có một con tinh trùng chui vô một trứng. Nè, bởi vì sao? Bộ nhiễm sắc thể của chúng ta là 2N, 2N,
2n bằng 46. Tinh trùng nó sẽ có bộ nhiễm sắc thể là n bằng 23 và trứng cũng có nhiễm sắc thể là n bằng 23, được không? Rồi khi một con tinh trùng mà nó chui vô một trứng, nó tạo thành 2n bằng 46, nó mới ra con người. Còn 2n, hai tinh trùng mà còn 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 hai cái tinh hai con tinh trùng mà chui vô một trứng nó tạo thành 3n rồi, là con gì á, không phải con người. Được không? Cho nên cho dù sinh đôi cùng trứng hay sinh đôi khác trứng thì cũng chỉ có một con tinh trùng nó chui vô một trứng mà thôi, nhớ cho cô nhé. Rồi khi mà một con tinh trùng chui vô một trứng xong, nó trở thành một hợp tử. Hợp tử đó bắt đầu hợp tử đó nó sẽ bắt đầu phân chia. Trong cái lần phân chia khoảng 8 tiếng sau, hợp tử sẽ bắt đầu phân chia ha. Hợp tử phân chia lần đầu tiên từ một cái hợp tử ban đầu trở thành hai tế bào, thì hai tế bào đó nó quá trình phân cách nó mạnh quá làm hai tế bào nó lăn về hai phía khác nhau, nó không dính nhau nữa, hai tế bào nó cách mạnh quá nó trở thành hai tế bào riêng biệt luôn, và hai tế bào đó phát triển thành hai cơ thể của hai em bé. Và hai em bé sinh đôi cùng trứng bao giờ cũng rất giống nhau về đặc điểm cơ thể, giống nhau về 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 cái hình dáng bên ngoài, giống nhau về giới tính vân vân. Thì nó sẽ là cái bởi vì nó hai cái tế bào đó, hai em bé đó có nguồn gốc từ một cái hợp tử ban đầu bị phân cách ra, được không? Còn sinh đôi khác trứng đó là vào cái thời kỳ rụng trứng nó, bạn nữ rụng được hai quả trứng và hai con tinh trùng nó may mắn nó chui vô được hai quả trứng đó, và hai quả trứng đó trở thành hai hợp tử, phát triển thành hai cơ thể khác nhau, được chưa nào? Rồi ha, bây giờ hiểu thế nào là sinh đôi cùng trứng và thế nào là sinh đôi khác trứng nha. Cũng luôn luôn chỉ có một tinh trùng chui vô một trứng mà thôi nha. Vậy nếu sinh đôi khác trứng thì đưa được tinh trùng trước sẽ nằm ở trong và được sinh ra sau. Thành Trí ơi, em gõ tiếng Việt cho cô đi. Vậy đáng ra đứa được thụ tinh trước. Thôi cô không đọc ra được cái câu hỏi của Thành Trí đâu. Thành Trí gõ lại cho cô đi. Sinh đôi can thiệp bằng thuốc hay cái gì khác không, hay là do tự nhiên? Sinh đôi thì thường là do tự nhiên thôi, trừ khi là mình cho uống thuốc kích trứng hoặc là thụ tinh nhân tạo thôi, được không? Được không? Bùi Phạm An Biên, cô trả lời cô giải thích nãy giờ hiểu chưa Biên ơi? Tức là từ một cái hợp tử đó nó phân chia, nó tạo ra hai tế bào và tế bào nó lăn về hai phía khác nhau, nó không có bị dính nhau nữa, nó cách mạnh quá nó phát triển, và hai tế bào đó phát triển thành hai cơ thể hoàn toàn giống nhau, tại vì nó từ bắt đầu từ một một cái hợp tử ban đầu, một cái tế bào ban đầu. Sinh ba sinh bốn, sinh ba thì không thể là sinh cùng trứng được, mà là sinh bốn á, thì là phân chia hai lần, phân chia hai lần, có thể sinh bốn cùng trứng cũng có thể là sinh bốn khác trứng. Thì sinh bốn cùng trứng mà sau khi phân chia thành hai tế bào nó lăn về hai hướng, rồi hai tế bào nó lại cắt thêm lần nữa thành hai tế bào mới nữa, lại lăn về hai hướng nữa, được không? Là tạo thành bốn cái tế bào, và bốn tế bào đó là bốn tế bào gốc mà, bốn tế bào gốc vạn năng mà, và nó sẽ phát triển thành bốn em bé giống y chang như nhau. Còn sinh ba thì chắc chắn là sinh khác trứng rồi, tại vì chia phân chia thì nó phải là số chẵn chứ không thể là số lẻ được. Ừ đúng rồi, thì gọi là hai em bé đó được sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng mà gọi là em bé nào chào đời trước thì được gọi là anh là chị, em bé nào chào đời sau thì được gọi là em. Thế thôi, cho nó dễ quy ước thôi chứ cũng đâu có quan trọng gì cái chuyện đó. Thì đứa sinh ra ngoài trước được thụ tinh sau. Không hẳn đâu em. Không hẳn là đứa sinh ra ngoài trước được thụ tinh sau đâu, mà là do cái vị trí bám của em bé đó.
À, ví dụ như là cái tử cung á, thì em bé nó hợp tử sau khi đã sau đó thì sau khi được thụ tinh ở trên ống dẫn trứng thì nó sẽ bắt đầu lăn 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 lăn, nó rớt vào trong tử cung và nó bắt đầu làm tổ ở trong tử cung. Thì tùy vào cái vị trí làm tổ của nó mà sẽ quyết định là nó sẽ sinh ra trước hay là sinh ra sau. Ví dụ như là một cái hợp tử mà nó làm tổ ở phía trên cao ở trên đáy tử cung á thì nó thường nó sẽ ra sau, còn cái hợp tử nào mà làm tổ thấp hơn nó nằm ở dưới thì nó thường là sẽ được sinh ra trước. Còn tùy em, thường thường là nó có liên quan đến yếu tố gia đình. À, nó có liên quan đến yếu tố gia đình, nó có cái di truyền nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp thôi. Rồi. Được chưa nào? À, chúng ta tiếp tục ha, có câu hỏi gì thì cứ hỏi cho cô trả lời sau. Rồi, tế bào Leydig sẽ có vai trò sản xuất hormone môn sinh dục nam. Thì tế bào Leydig nó sẽ có cái vai trò sản xuất hormone môn sinh dục nam, bao gồm có nè. Hormone sinh dục nam thực thể gồm có testosterone là dihydrotestosterone và androstenedione. Rồi, cái thứ hai, trong ba cái loại hormone này thì testosterone nó có hàm lượng cao nhất. À, trong ba hormone này thì testosterone nó có hàm lượng cao nhất cho nên ta mới gọi là hormone sinh dục nam là testosterone thôi, tại vì nó có số lượng nhiều nhất, có nồng độ nhiều nhất hơn. Testosterone nó được sản xuất mạnh nhất nè. Ngoài ra thì testosterone nó còn được sản xuất ở tuyến thượng thận nữa. Ở nữ thì ngoài được sản xuất ở tuyến thượng thận ra thì ở nữ buồng trứng ở nữ cũng sản xuất một lượng nhỏ testosterone nữa. Đúng không? Rồi cái này thì bữa trước cô đã nói rồi nha. GnRH của vùng hạ đồi sẽ kích thích tuyến yên tiết ra LH và FSH. À. Rồi LH thì nó sẽ kích thích sản xuất ra cái testosterone, kích thích sản xuất ra tinh trùng. À. Rồi FSH sẽ kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và kích thích tiết ra testosterone nha. Rồi testosterone nó sẽ tác động lên cơ thể như thế nào? Nó sẽ tác động lên giới tính thứ phát, làm tăng cái quá trình tổng hợp và thoái biến protein, tăng tổng hợp và giảm thoái biến protein, làm tăng chuyển hóa cơ sở, làm tăng số lượng hồng cầu. Như bữa trước cô nói đó, do đó là ở nam giới số lượng hồng cầu bao giờ cũng nhiều hơn so với ở nữ giới. Rồi ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và giữ canxi cho cơ thể, cho nên nam giới ít khi bị loãng xương lắm, chỉ có nữ giới mới bị loãng xương thôi. Rồi, ảnh hưởng đến cân bằng nước và điện giải, làm tăng kích thước của thận. Rồi nó sẽ làm phát triển các cơ quan sinh dục ngoài, làm râu lông tóc phát triển, và giúp cho tinh hoàn, giúp cho cái dương vật phát triển. Nó sẽ ảnh hưởng đến giọng nói, làm cho giọng nói của nam giới nó sẽ trầm hơn. Nó sẽ trầm hơn bởi vì nó sẽ làm thay đổi lên cái cấu trúc của thanh quản, làm cho thay đổi giọng nói ở nam giới, đặc biệt vào thời kỳ dậy thì là lúc mà vỡ giọng á. Rồi testosterone nó sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, tức là ảnh hưởng đến cái tinh thần, đến cái hoạt động tâm thần của nam giới. Nó sẽ làm cho nam giới cái tính cách của họ trở nên mạnh mẽ hơn, hung hăng hơn, nóng tính hơn, được không nào? Rồi nó sẽ với cái việc mà tăng tổng hợp protein và giảm thoái biến protein, nó sẽ làm cho dáng người của nam giới trở nên vạm vỡ hơn. Đồng thời testosterone nó sẽ tác động lên da, làm tăng các cái tuyến bã nhờn ở trên da, làm cho nam giới dễ bị nổi mụn hơn, đặc biệt vào thời kỳ dậy thì. Tinh hoàn bị co rút có ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng không cô? À, không em, cơ thể chúng ta sẽ điều tiết đảm bảo cho nhiệt độ của tinh hoàn được ổn định. Cho dù nó co lên hay là nó hạ xuống đi nữa đó, thì cái nhiệt độ của tinh hoàn ổn định thì nó vẫn cứ sản xuất tinh trùng bình thường thôi nhé. Rồi đây là túi tinh. Túi tinh thì nãy cô nói rồi, thì nó là dự trữ tinh dịch, ở trong đó sản xuất tinh dịch và nuôi dưỡng cái con tinh trùng ở trong đó. Rồi tinh dịch thì nó sẽ gồm có là tinh trùng và tinh tương ở trong đó. Và một lần phóng tinh thì nam giới sẽ phóng thích ra khoảng 2,5 đến 3,5 ml tinh dịch mà thôi. Rồi ở trong 1 ml tinh dịch đó, thì sẽ có khoảng 100 triệu con tinh trùng.
được không? Vậy thì 2,5 đến 3,5 ml thì nó sẽ có khoảng 250 đến 350 triệu con tinh trùng, mà chỉ một con tinh trùng may mắn mới gặp được trứng và mới hoàn thành nhiệm vụ thôi, được không? Ta thấy rằng là quá trình chọn lọc của các con tinh trùng là rất là lớn, đúng không? Rồi, cho nên là các bạn thấy đặc điểm của nam và nữ nó cũng vậy thôi, đúng không? Nam giới khi yêu thì sao? Chịu khó dữ lắm, lội trèo đèo lội suối đi hết đường, đi đi hết đường này qua đường khác á, để mà quyết cặp cho được các bạn nữ. Còn các bạn nữ lúc mà yêu thì sao? Thì chỉ có gần như là khá là thụ động, đúng không? Đa số các bạn khá là thụ động, chỉ là chờ đợi xem thử là bạn nam sẽ tán tỉnh mình như thế nào, phải không nào? Rồi, và số lượng tinh trùng nhiều như vậy để nó có cái sự chọn lọc ở trong đó, nó có sự chọn lọc, nó sự đấu tranh ở trong đó để chọn ra được những cái con tinh trùng may mắn nhất, đúng không, và khỏe mạnh nhất ở trong đó. Và bởi vậy cho nên là nếu như nam giới đi xét nghiệm tinh trùng đồ mà 1 ml tinh dịch dưới 20 triệu tinh trùng thì khả năng vô sinh rất là cao. Và con tinh trùng á, thì nó có thể sống được khoảng 48 giờ mà thôi, nó không có sống lâu được. Sau 48 giờ mà nó không gặp được trứng là nó đã thôi rồi, đã chết mất rồi. Rồi, rồi nãy cô nói rồi ha, điều thì nó sẽ có nhiều nếp nhăn để làm tăng diện tích tiếp xúc, làm tăng thải nhiệt ra ngoài nha. Rồi, dương vật thì đảm nhiệm cả hai vai trò tiết niệu và vai trò sinh dục, đúng không? Hai thể hai và thể xốp. Còn đây chính giữa thể xốp, nó chính là niệu đạo để dẫn nước tiểu ra ngoài cũng như là dẫn tinh trùng ra ngoài. Và trong các cái thể hang thể xốp này nó có rất là nhiều các cái hang hóc ở trong, và có rất là nhiều mạch máu đi tới các cái thể hang thể xốp này để tạo nên cái sự cương của dương vật. Khi được kích thích thì khi được kích thích thì các cái dòng máu này nó sẽ giãn nở ra và nó sẽ đổ máu đầy tất cả các cái hốc này, làm cho dương vật cương lên. Nó sẽ đổ máu đầy tất cả các hốc này làm cho dương vật cương lên, và đồng thời á, nó sẽ kích thích, nó ép các cái tĩnh mạch để cho máu nó không thoát ra ngoài được. Và khi không bị kích thích bởi cái hệ thần kinh nữa thì lúc đó đó các cái tĩnh mạch nó sẽ giãn nở ra và máu nó sẽ tràn qua cái hệ thống tĩnh mạch và nó chấm dứt cái hiện tượng cương này, được không? Thì cái thể hang và thể xốp nó có nhiều hang nhiều hốc như vậy là để nó tạo nên hiện tượng cương của dương vật. Rồi. Rồi. Ở nam giới á, thì hiện tượng thông tin nó sẽ chia làm hai giai đoạn, giai đoạn tiết tinh và giai đoạn thông tin. Giai đoạn tiết tinh là giai đoạn ban đầu đó, khi mà tinh dịch được tiết ra và nó đã di chuyển vào niệu đạo rồi, nó đã di chuyển vào niệu đạo và nó đã giải phóng một ít vào trong âm đạo của nữ giới rồi. Còn cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn phóng tinh, tức là khi đó nó kích thích cái hệ thần kinh giao cảm một cách tối đa, nó gây co thắt các cơ dữ dội, co thắt các cơ ở bồn hang, co thắt các cơ ở trên ống nhận tinh, làm phóng cái tinh trùng đó ra ngoài, được không? Làm phóng cái tinh trùng đó ra ngoài. Như vậy thì nó sẽ có hai giai đoạn. Do đó cho nên tôi mới nói rằng là các bạn ngừa thai bằng cái phương pháp là phóng xuất tinh ngoài thì đấy là cái phương pháp kém hiệu quả hơn cả. Bởi vì sao? Thường thường các bạn xuất tinh ngoài thì thường các bạn thường hay xuất ra từ ở cái giai đoạn phóng tinh này thôi. Nhưng mà ở giai đoạn đầu nó đã tiết ra tinh dịch và nó đi vô âm đạo của nữ giới rồi. Do đó vẫn có một cái lượng tinh trùng nhất định đi vô âm đạo của nữ giới rồi. Cho nên cái khả năng mà ngừa thai bằng cái phương pháp mà xuất tinh ngoài này nó rất là thấp. Thì các bạn sẽ phải ngừa thai bằng nhiều cái phương pháp khác. Được không? Tới chừng này tuổi rồi, 20 tuổi rồi đó, đúng không? Các bạn tới giờ là 20, hơn 20 tuổi rồi. Thì các bạn phải biết được là ngừa thai bằng những phương pháp nào. Có những phương pháp ngừa thai nào, nói cho cô nghe thử coi nào. Phương pháp ngừa thai đơn giản, khá hiệu quả. Đúng rồi, đó là sử dụng bao cao su, đúng không? Rồi. Sử dụng bao cao su thì nó sẽ có ưu điểm gì? Quá trình xuất tinh ngoài thì không nên sử dụng nha. Xuất tinh ngoài rất là không nên sử dụng bởi vì cái khả năng ngừa thai nó thấp lắm. Nào. Đúng rồi, tính ngày rụng trứng. Rồi, rất là nhiều các cái phương pháp á, và các bạn sẽ phải biết được là những cái ưu điểm và nhược điểm của những cái phương pháp đó là gì, để chúng ta có thể lựa chọn một cái phương pháp ngừa thai cho nó thích hợp.
Có nha em, dùng thuốc ngừa tránh thai khẩn cấp thì nó sẽ gây ra rất là nhiều nguy cơ. Nguy cơ thai ngoài tử cung phải cắt bỏ mất cái phần tử cung hoặc là buồng trứng nè. Được không? Rồi, phương pháp mà ngừa thai hiệu quả nhất đó, thì đó là phương pháp mà dùng thuốc, sử dụng bao cao su. Rồi, hiệu quả cao nhất là dùng thuốc nha. Nếu sau khi quan hệ có uống thuốc ngừa thai nhưng vẫn có thai thì thai đó có ảnh hưởng không ạ? Đương nhiên là có ảnh hưởng rồi em. Tại vì thuốc ngừa thai để có tác dụng là phá hủy cái thai đó đi. Thì đương nhiên là nó sẽ có ảnh hưởng rồi. Nhưng mà tùy thuộc vào cái mức đáp ứng của cái bào thai đó. Đúng rồi. Cái que thì tí cái que tránh thai thì có khả năng ngừa thai rất là cao. Dùng thuốc ngừa thai hả? Gây ra rất nhiều phiền toái em. Thuốc ngừa thai đó là gì? Bản chất của thuốc ngừa thai đó là hormone sinh dục, estradiol, đó chính là hormone sinh dục nữ đấy. Khi sử dụng thuốc ngừa thai như vậy á, thì nó sẽ gây ra ức chế buồng trứng, ức chế rụng trứng và nó có nguy cơ gây ra vô sinh. Rồi cái thuốc ngừa thai á thì nó sẽ gây giữ muối giữ nước làm tăng cân. Rồi nó sẽ gây ra cái tình trạng rối loạn nội tiết tố và gây ra nám, sạm. Rồi nó gây ra cái tình trạng là khó đông cầm máu cho nên tỷ lệ xuất huyết ở nữ giới rất là cao nếu sử dụng thuốc ngừa thai lâu. Và đồng thời nó là liệu pháp hormone và tất cả những liệu pháp hormone đều có thể dẫn tới tình trạng ung thư, đều có nguy cơ gây ra ung thư cả. Được không? Nó có rất là nhiều các cái nguy cơ ở trong đó. Thành ra tất cả những cái phương pháp ngừa thai, mỗi cái phương pháp nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng ở trong đó, và chúng ta bắt buộc phải lựa chọn cái nguy cơ khi mà sử dụng bất kỳ một cái phương pháp ngừa thai nào. Que tránh thai cũng là cái hormone sinh dục mà nó sẽ được nén lại ở trong cái que đó, và mỗi tháng như vậy, mỗi ngày như vậy thì nó sẽ được giải phóng từ 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 một cái lượng cơ bản và kéo dài cho tới 3 đến 5 năm. Rồi, thành ra là chúng ta sẽ phải tìm hiểu mỗi phương pháp nó sẽ có ưu điểm nhược điểm khác nhau. Và hiện tại với cái tình trạng ví dụ như là các bạn hiện tại chẳng hạn chưa có gia đình, thì chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp nào? Nếu chưa có gia đình thì các bạn sẽ không được sử dụng phương pháp đặt vòng. Các bạn chỉ được sử dụng phương pháp dạng uống thuốc. Các bạn chỉ được sử dụng cái thuốc này hoặc là sử dụng bao cao su thôi. Rồi bây giờ ta đến cơ quan sinh dục nữ. Nữ giới thì chúng ta sẽ học những cái cấu trúc cơ quan sinh dục sau đây. Nhất là buồng trứng, ống nhện trứng, tử cung, âm đạo và ngoài cùng âm hộ và tuyến vú. Được không nào? Rồi. Buồng trứng ở nữ giới thì nó sẽ có kích thước nhỏ hơn so với kích thước của tinh hoàn ở nam giới nhá, 1 đến 2 3 cm, và nó nằm ở hai bên cái vùng khung chậu của nữ giới. Nó cũng có hai mặt, hai bờ và hai đầu. Rồi, hai cái buồng trứng ở hai bên đây, hai cái buồng trứng ở hai bên. Rồi, hai buồng trứng nè. Tiếp theo đó là hai cái ống dẫn trứng nè, ống dẫn trứng hay là vòi tử cung hay là vòi trứng á, đều được ha. Ở chính giữa này là tử cung nè, tiếp dưới tử cung sẽ là âm đạo, được chưa? Và buồng trứng nó sẽ được treo giữ lại bởi một cái hệ thống dây chằng. Ta sẽ có cái dây chằng treo buồng trứng nè, dây chằng riêng buồng trứng nè, rồi dây chằng rộng nè. Có rất là nhiều cái cấu trúc để giữ cái buồng trứng lại. Rồi, tiếp theo là cái vòi trứng. Vòi trứng ở nữ giới thì dài khoảng 10 đến 12 cm và nó được chia làm 4 đoạn. Đoạn ở ngoài cùng này là đoạn phễu, nó sẽ loe ra và nó sẽ giúp cho bắt dính những cái giống như những cánh tay để bắt dính lấy trứng. Các bạn thấy những cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ ở đây chính là trứng nó rụng ra. Sau khi trứng nó rụng ra thì các cái tua vòi nó sẽ bắt lấy, và đương nhiên là nó không có ôm sát hết cái buồng trứng, do đó có khi trứng nó rớt vào trong ổ bụng gây kích thích, gây đau cho các bạn mỗi lần mà đến cái thời điểm cụ trứng, đúng không?
Sau khi mà vòi trứng nó bắt lấy trứng rồi á, thì nó sẽ di chuyển, nó sẽ co thắt để trứng đi trong cái ống dẫn trứng như thế này. Thì đoạn này được gọi là đoạn phễu. Rồi co thắt đi tiếp tới cái đoạn phình phình đây được gọi là đoạn bóng. Rồi đi đến đoạn nhỏ hơn được gọi là đoạn eo, và đi trong thành của tử cung á thì gọi là đoạn kẽ. Kích thước của nó càng ngày càng nhỏ dần đi. Rồi và trứng nó sẽ được nằm ở đâu, nó được thụ tinh ở đâu? Thụ tinh ở 1/3 ngoài của ống dẫn trứng, nó nằm ở đây, nó di chuyển lên đây và nó nằm ở đây, nó chờ tinh trùng tới thôi, nó không di chuyển tiếp nữa. Chừng nào mà tinh trùng tới đây thụ tinh xong rồi thì nó mới di chuyển tiếp, còn không thì nó vẫn cứ nằm chờ đây. Nếu không có tinh trùng thì nó sẽ được, có 1-2 ngày sau thì nó sẽ bị co thắt và đẩy dần xuống dưới và đẩy ra ngoài, được không nè? Rồi cái lớp niêm mạc của cái ống dẫn trứng nó sẽ phải rất là trơn láng mới đảm bảo cho sự di chuyển của trứng cũng như là của hậu tử. Nếu nó bị viêm nhiễm, nó bị sần sùi thì nó làm cho sự di chuyển của hậu tử nó bị hạn chế, nó bị mắc kẹt ở đây, gây ra tình trạng thai ngoài tử cung. Thì đây là một cái hình ảnh thai ngoài tử cung, tức là thai nó không nằm ở trong tử cung nữa mà nó bị mắc kẹt ở trên cái đường ống dẫn trứng ở đây. Và cái đường ống dẫn trứng thì các bạn thấy nó rất là nhỏ, khoảng 1 tháng sau thì cái phôi thai nó phát triển quá mức, nó căng quá mức, nó vỡ ra và gây ra tình trạng xuất huyết và nguy cơ tử vong cho người mẹ. Rồi tiếp theo ha, sau khi mà trứng hợp tử nó được làm tổ ở trong, phân chia ở trong cái ống dẫn trứng này thì nó sẽ đi vô trong tử cung. Tử cung là một cái cơ quan rất là đặc biệt. Tử có nghĩa là con, cung có nghĩa là cung điện, tức là một ngôi nhà lớn của em bé đó. Tử cung có một cái khối cơ rất là dài. Cơ ở trên đó là cơ trơn chứ không phải là cơ vân. Cơ mà chúng ta không điều khiển được hoạt động của nó, mà chỉ có thần kinh thực vật mới điều khiển hoạt động của nó ấy. Rồi thì cơ trơn ở đây nó sẽ rất là dày, đảm bảo sự giãn nở cũng như co thắt để đẩy em bé ra ngoài. Nào, thế thì tử cung nó sẽ nằm nơi ở trong khung chậu, thường thường cái vị trí của nó là thường nằm ở ngã ra phía trước của bàng quang. Như vậy giới hạn ở phía trước tử cung sẽ là bàng quang và niệu đạo, ở phía sau tử cung sẽ là âm đạo. Phía sau của tử cung sẽ là trực tràng và hậu môn, phía dưới sự tử cung sẽ là âm đạo. Và ở nữ giới nó khác ở nam giới ở chỗ đó là cái phần thanh mạc ở bên trong á, trong ổ bụng á, thì nó sẽ nằm che lên phía trên này, tạo ra hai tử cung trước tử cung và tử cung sau tử cung. Còn ở nam giới thì dọn tử cung trước bàng quang và tử cung sau bàng quang, nhớ cho con ha. Rồi thế thì cái tử cung thường hay có cái xu hướng là ngã ra phía trước như vậy. Và ở phía trên cùng này được gọi là đáy tử cung, ở giữa này được gọi là thâm tử cung, ở đây được gọi là eo tử cung, và dưới cùng là cổ tử cung. Rồi tử cung thì có xu hướng đổ ra ở phía trước như vậy. Và thường á thì cái góc tạo bởi cái trục ngang qua trục tử cung và trục âm đạo là trục tử cung và trục âm đạo là khoảng 90 độ, còn trục tử cung và trục bổ tử cung là khoảng 120 độ. Có nghĩa là sao? Em bé khi mà nó nằm ở trong tử cung á mà nó muốn đi ra ngoài thì nó chỉ cần quẹo một quẹo đây thôi, tức là sao, nó tới đây nó quẹo cái là nó đi ra ngoài rất là dễ dàng. Rồi nhớ những cái góc đó cho cô ha. Rồi thế thì các bạn sẽ thấy rằng là lớp niêm mạc của nó rất là trơn láng, rất là trơn láng, rất là có rất là nhiều nếp gấp. Nếu như mà vào cái thời kỳ mà rụng trứng, niêm mạc nó sẽ là ra thời điểm mà niêm mạc nó dài nhất. Và nếu như mà ở người ở nữ giới á, cái lớp niêm mạc nó sẽ thay thế hàng tháng, tức là nếu như mà không có hiện tượng thụ tinh xảy ra thì lớp niêm mạc nó sẽ bong tróc ra ngoài theo cái chu kỳ kinh nguyệt. Được chưa nào? Còn nếu như mà là thời kỳ mang thai á, thì nó sẽ rất là tơi xốp như vậy, nó sẽ giúp cho cái hợp tử nó làm tổ được một cách dễ dàng. Rồi cơ ở trên tử cung nó sẽ đan chéo theo nhiều hướng, đan chéo theo nhiều hướng như này đảm bảo cho tử cung có thể co giãn đàn hồi theo nhiều hướng, và khi co lại á, thì nó cái lực nó sẽ tập trung vào tâm của cái tử cung này và giúp cho đẩy em bé ra ngoài một cách dễ dàng vào cái thời kỳ sinh sản. Rồi tử cung nó sẽ được lưu giữ lại bên trong bởi cái hệ thống dây chằng rất là chắc chắn. Rồi đây là cái một cái hình ảnh nội soi ở trong ổ bụng, ở trong khung chậu. Đây là cái túi cung sau tử cung, là nơi thấp nhất, cho nên khi mà bị chảy máu, bị tiết dịch gì trong ổ bụng thì máu nó sẽ rớt về đây. Người ta mỗi cái ổ bụng ra để người ta hút, người ta xúc rửa cái phần ở phía sau cái tử cung như vậy. Rồi, động mạch tử cung là nơi cung cấp máu cho tử cung.
À, đồng thời cũng là nơi cung cấp máu để nuôi dưỡng bào thai nếu như mang thai. À, thì động mạch tử cung là nhánh của động mạch chủ trong, được chưa nào? Nhánh của động mạch chủ trong, và động mạch tử cung bắt chéo niệu quản cách cổ tử cung khoảng 0,5 cm. Cái này mình trước học hệ tiết niệu chúng ta đã nói rồi. Rồi tiếp theo tử cung sẽ là âm đạo, ở phía dưới tử cung sẽ là âm đạo. Âm đạo của nữ giới dài khoảng 8 cm, và âm đạo sẽ có cái trục là chách ra phía trước và đi xuống dưới như vậy. Âm xung quanh niêm mạc âm đạo thì nó sẽ có các cái cơ co thắt. Niêm mạc của âm đạo thì nó sẽ khá là sơn trơn láng. Và người ta thấy mối liên quan nè, phía trước âm đạo sẽ là bàng quang và niệu đạo, phía sau âm đạo sẽ là trực tràng và hậu môn, và che ở bên dưới cùng của âm đạo sẽ là màng trinh, sẽ là một cái lớp màng mỏng che lại ở bên ngoài cái lỗ âm đạo như vậy, được không nè? À, màng trinh thì chỉ là một cái lớp mô mỏng che ở bên ngoài và có nhiều dây thần kinh ở dưới đó, cho nên nó sẽ gây ra kích thích, nó gây đau khi đụng chạm vào cái lớp màng trinh đó, được chưa? Tuy nhiên thì có một số bé gái đặc điểm, có những cái đặc điểm di truyền sinh ra sẽ không có màng trinh, hoặc là màng trinh nó khá là mỏng như vậy, cho nên nó sẽ rất là dễ bị rách, ví dụ như là bị té ngã, bị chấn thương thì nó cũng có thể gây nguy cơ gây rách cái màng trinh đi, được không? À, ngay ở phía ngoài này chính là cấu trúc, vị trí này là vị trí của cái màng trinh, và cái âm đạo á, nó sẽ không có cái đầu, ít có đầu, không có các cái nhánh tận cùng của các cái dây thần kinh, cho nên kích thích ở trên âm đạo sẽ không thấy đau. À, vậy các bạn sẽ thắc mắc là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà khi mà đẻ thì người ta lại đau vậy? À, đau là do co thắt cái tử cung thôi, còn khi em bé lọt từ dưới âm đạo thì bà mẹ sẽ không có cảm giác đau nữa, được chưa? Mình lại lấy có cái gì đó. Rồi, được chưa nào? Rồi, ngoài cùng là cơ quan sinh dục ngoài, đó chính là âm vật nè. Âm vật ở nữ giới thì nó sẽ có cấu trúc như thế nào? Từ trước ra sau, ở phía đây là xương mu, thì ở phía trên xương mu sẽ là gò xương mu, rồi tiếp theo nó là âm vật. Âm vật thì nó có cấu trúc tương tự dương vật nhưng mà kích thước của nó nhỏ hơn nhiều, nó cũng có thân, cũng có quy đầu và cũng có hãm, nhưng mà dương vật ở nữ thì nó chỉ có vai trò trong kích thích tình dục thôi, nó không có vai trò về tiết niệu, cũng không vai trò về quá trình sinh sản ở nữ giới gì cả. Tiếp theo á, sẽ là lỗ niệu đạo, rồi tiếp theo sẽ là lỗ âm đạo, được chưa? Rồi bao phủ ở bên ngoài là môi lớn và môi bé ở bên trong và môi lớn ở bên ngoài. Xung quanh môi lớn môi bé thì nó sẽ có nhiều các cái tuyến bạc thu linh và các cái tuyến skin skinny để nó tiết ra các cái chất dịch nhờn bôi trơn ở bên ngoài đó. Được chưa? Thì đó là cấu trúc về cơ quan sinh dục ngoài của nữ, cấu trúc của âm hộ. Ở ngoài ra ở nữ giới còn có một cấu trúc cơ quan sinh dục ngoài nữa, đó là tuyến vú. Tuyến vú ở nữ thực ra nó chỉ là cái tuyến mồ hôi biệt hóa thành mà thôi. À, cái tuyến mồ hôi biệt hóa thành, cho nên cấu trúc của tuyến vú ở nữ giới cũng giống như là cấu trúc của cái tuyến mồ hôi thôi, có rất là nhiều các cái nang tuyến. Nang tuyến này nó sẽ tiết ra sữa vào thời kỳ mang thai và cho con bú. À, nó sẽ dự trữ ở phía đầu này, gần đầu của núm vú là các cái xoang sữa, đó là những cái xoang để dự trữ sữa trong đó. À, sữa sẽ từ các cái nang sữa này tiết ra là đổ vào các cái xoang, rồi từ các cái xoang này khi em bé bú sẽ hút sữa ra bên ngoài, là nơi dự trữ sữa để em bé bú và hút ra bên ngoài, được chưa nào? Rồi. Nhớ là cấu trúc của tuyến vú, đầu cùng là núm vú, quầng vú và bầu vú. Rồi xung quanh các cái mô tuyến vú thì nó sẽ có nhiều các cái mô bạch huyết, tức là có các cái hạch ở xung quanh của tuyến vú đó, được chưa nào? Và sự khác biệt đó là gì ạ? Các cái số lượng nang tiết sữa của tuyến vú thì giống nhau, nang tiết sữa của tuyến vú thì giống nhau, và chỉ khác nhau ở chỗ là gì ạ? Lượng mỡ, kích thước tuyến vú to hay nhỏ, thì nó chỉ tùy thuộc vào cái lượng mỡ ở trên tuyến vú là nhiều hay ít mà thôi, được chưa nào? À, cũng có thể nói là phụ thuộc vào cái lượng silicone ở trên tuyến vú nhiều hay ít mà thôi, đúng không? Và số lượng nang tiết sữa của tuyến vú thì nó đều giống nhau cả, được không? Cho nên là chúng ta sẽ xây dựng cho các bà mẹ có đủ niềm tin để nuôi con bằng sữa mẹ. Nhiều bà mẹ nói rằng ở tuyến vú của mình nhỏ quá, nó không có khả năng tiết đủ sữa để nuôi con. Không phải, nhỏ là bởi vì mỡ nó ít thôi, chứ còn nang tiết sữa thì nó vẫn đầy đủ như vậy và vẫn đảm bảo đủ sữa để nuôi con. Rồi chưa nào? Rồi, về sinh lý sinh dục nữ thì chúng ta sẽ thấy là ở nữ giới sẽ có hai cái buồng trứng, và buồng trứng thì nó cũng sẽ có vai trò nội tiết và ngoại tiết giống y như là ở nam giới vậy, đúng không?
nó có hai vai trò nội tiết và vai trò ngoại tiết. Vai trò nội tiết là tiết cho hormone sinh dục nữ, và vai trò ngoại tiết là phát triển trứng, tạo ra trứng trưởng thành và phóng thích trứng ra ngoài. Đó là cái vai trò của buồng trứng. Tuy nhiên có một cái điểm khác biệt so với ở nam giới, đó là một bé gái khi sinh ra thì được cung cấp cho bấy nhiêu năng trứng ở trong buồng trứng thôi. Ở trên buồng trứng nó không có tế bào gốc, do đó cho nên nó không tạo ra trứng mãi mãi được, nó chỉ có bấy nhiêu cái năng trứng thôi. Và trong quá trình phát triển lớn lên thì năng trứng nó sẽ thoái hóa dần 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 đi. Nó rụng ra bớt và đồng thời nó tự thoái hóa dần 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 đi cho đến tuổi 45 đến 50 tuổi thì vào cái thời kỳ mãn kinh là hết sạch trứng rồi, và khi hết sạch trứng thì sẽ không tạo ra được hormone sinh dục nữa, ta gọi là thời kỳ mãn kinh ở nữ. Còn ở nam giới thì cái giai đoạn mãn dục nam thì nó sẽ rất là khó có thể thấy được một cách rõ ràng, bởi vì ở nam giới thì rõ ràng hormone sinh dục nó cũng sẽ giảm sút đi khi về già, nhưng mà ở nam giới nó sẽ có các cái tế bào gốc, và tế bào gốc thì nó cứ sinh trưởng và phát triển mãi, cho nên nó sẽ tạo ra tinh trùng liên tục không có cái gì lạ mà 70 tuổi rồi người ta vẫn có, nam giới vẫn có khả năng sinh con, trong khi đó ở nữ giới từ 45 đến 50 tuổi sau cái thời kỳ mãn kinh đó thì nó không có khả năng sinh con nữa. Được chưa? Trứng ở trong cái buồng trứng của nữ thì nó sẽ có các cái trứng ở cái mức độ là trứng sơ cấp, trứng thứ cấp, rồi sau đó nó phát triển dần lên thành trứng trưởng thành. Sau khi trứng trưởng thành á, trứng căng lên quá mức như vậy ta gọi là các cái nang regrow, thì nó sẽ phóng thích cái noãn ra ngoài. Chỉ phóng cái noãn thôi nhá, còn phần còn lại của trứng thì nó nằm ở trong buồng trứng và nó sẽ tạo thành hoàng thể. Hoàng thể nó sẽ phát triển nếu như mà trứng này được thụ thai, còn nếu như trứng này không được thụ thai thì nó sẽ hoàng thể nó sẽ teo đi thành các cái chất trắng, được chưa? Và hoàng thể chính là nơi sản xuất ra progesterone, còn estrogen sẽ do các cái nang trứng tiết ra. Như vậy vào thời kỳ mà mãn kinh hết trứng rồi thì tức là không sản xuất được estrogen nữa, không sản xuất ra được progesterone nữa, nữ giới sẽ bị thiếu một hormone một cách trầm trọng. Chu kỳ kinh nguyệt không đều đặn mỗi tháng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng em ạ. Thì cái chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ tùy theo đặc điểm của mỗi người, nó sẽ là chu kỳ 28 ngày, 30 ngày, 32 ngày, có người là 60 ngày hoặc là 120 ngày, tức là 2-3 tháng, 2 đến 3 tháng mới có chu kỳ kinh nguyệt một lần. Và đương nhiên thì những người mà có chu kỳ kinh nguyệt ngắn, tức là người ta không có rụng trứng và không có cái hiện tượng là phóng trứng, phóng thích noãn như vậy thì khả năng thụ thai nó sẽ kém đi nha. Buồng trứng nó sẽ sản xuất ra hormone sinh dục nữ, đó là estradiol 17 beta estradiol, estrone và estriol. Trong đó 17 estradiol thì nó chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Vai trò của các cái estrogen này để làm gì? Nó sẽ giúp kích thích điều hòa quá trình phát triển của niêm mạc tử cung, làm tăng ham muốn tình dục. Bởi vậy cho nên các bạn biết là đúng rồi, thì thực sự là không sao, tại vì cái quá trình rụng trứng thì nó vẫn cứ rụng, nhưng mà cái chu kỳ rụng trứng thì nó sẽ ít đi, đúng không? Chu kỳ rụng trứng thì ít đi, buồng trứng của em nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà cái khoảng thời gian để trứng nó rụng thì nó sẽ lâu hơn so với một người mà có chu kỳ kinh nguyệt 28-30 ngày nha. Rồi. Thì em phải kiểm tra xem thử là có phải là do rối loạn cái nội tiết tố mà nó gây ra tình trạng là kinh kéo dài như vậy không, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài như vậy không. Và nếu như mà cái hormone môn của em bình thường, nhưng mà cái chu kỳ theo cái đặc điểm di truyền nó kéo dài như vậy thì nó bình thường thôi, không có vấn đề gì đáng lo ngại nha. Nhưng mà cái mức độ mà cái khả năng thụ thai thì nó cũng sẽ kém hơn so với một người mà với chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày, tại vì 28 ngày người ta rụng trứng một lần. Còn em thì phải đến những người mà kéo dài 2-3 tháng thì 2-3 tháng mới rụng trứng một lần, được không? Nó sẽ phát triển các ống dẫn của tuyến vú và nó có thể làm thay đổi cơ thể nữ ở tuổi dậy thì. Progesterone ảnh hưởng đến sự thay đổi của chu kỳ nội mạc tử cung, tức là nó sẽ làm cho cái nội mạc tử cung nó sẽ tơi xốp lên, nó sẽ giúp cho cái bào thai nó rụng xuống và nó bám vào đó một cách dễ dàng, được không? Tức là sao? Khi mà trứng nó rụng nó tạo thành hoàng thể sẽ là nơi sản xuất ra progesterone. Progesterone nó được tiết ra càng nhiều thì nó sẽ làm cho cái niêm mạc phát triển dày lên, đảm chờ đợi cho trứng nó rụng xuống. Trứng nó rụng xuống cái niêm mạc nó dày lên tơi xốp như vậy thì trứng nó sẽ bám vào và làm tổ một cách rất là dễ dàng.
nó làm tăng sinh nhiệt và tăng sinh nhiệt của cơ thể. Do đó cho nên là khi mà rụng trứng thì nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ sẽ cao hơn so với bình thường khoảng 0,5 độ C. Đó, đây cũng là một cách để người ta kiểm tra xem thử là đã rụng trứng hay chưa bằng cách đo thân nhiệt. Còn một hóc môn nữa được rụng trứng tiết ra là relaxin, để làm giảm các khớp xương vùng chậu làm mềm và nở tử cung. Thì nó thường là phát triển trong quá trình mà mang thai, được tiết ra trong quá trình mang thai của người phụ nữ đó. Và cái thời điểm dậy thì nữ giới thường dậy thì sớm hơn so với nam giới. Nữ giới thì thường trung bình là 13 đến 14 tuổi, nhưng mà với cái sự phát triển hiện nay thì đa số các bé gái mà học lớp 4 là nhiêu tuổi nhỉ, khoảng 10 tuổi, 10 tuổi là bắt đầu dậy thì rồi. Có những trường hợp rất là đặc biệt đó là mới học lớp 2 thôi là đã có chu kỳ kinh nguyệt rồi. Cô giáo toàn phải than thở là phải đi thay băng vệ sinh cho bé hàng ngày. Đấy, thành ra là có rất là nhiều các yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là ăn uống quá đầy đủ, dư thừa các chất nè, rồi các cái kích thích về tình dục ở bên ngoài từ phim ảnh, từ tranh ảnh vân vân, thì nó sẽ làm cái kích thích làm cho các bé sẽ dậy thì sớm hơn. Và khi dậy thì sớm như vậy thì nó sẽ làm cho buồng trứng hoạt động sớm hơn. Đánh dấu cái thời kỳ dậy thì ở nữ giới đó là cái thời kỳ có chu kỳ kinh nguyệt, tức là trứng nó đã rụng, và trứng nó sử dụng nó rụng sớm hơn thì quá trình thoái hóa buồng trứng nó sẽ sớm hơn. Thay vì mãn kinh vào 45-50 tuổi thì bây giờ nó có thể mãn kinh vào năm 30 tuổi. Và các bạn biết là sau khi nữ giới ở cái thời kỳ mãn kinh, vào cái thời kỳ mãn kinh thì người ta sẽ gặp phải rất là nhiều các cái rối loạn, nào là loãng xương, nào là tăng huyết áp, nào là đái tháo đường vân vân, rất là nhiều vấn đề rối loạn vào thời kỳ mãn kinh. Và mãn kinh càng sớm thì nguy cơ bệnh tật của nó sẽ càng cao, được không? Rồi, chu kỳ kinh nguyệt 15 tuổi mà chưa dậy thì sao cô? Không sao em nhé, nó có thể kéo dài cho tới 18 cho tới 20 tuổi luôn ấy. Có người 18 tuổi dậy thì chậm, dậy thì chậm thì quá trình mãn kinh nó sẽ càng 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 chậm. Và người hiện nay thì người ta đang còn có cái xu hướng là làm sao, mong muốn là làm sao để quá trình dậy thì nó sẽ càng càng chậm lại. Vậy thì sớm quá, trong khi đó tâm sinh lý nó chưa phát triển tương xứng với cái sự phát triển của cơ thể nó. Thành ra có rất là nhiều các cái rối loạn xảy ra, rất là nhiều các cái vấn đề nó xảy ra. Vậy thì càng trễ tương xứng với sự phát triển của cơ thể, làm cho cơ thể thích nghi càng tốt thì nó sẽ càng hiệu quả hơn. Bây giờ người ta sợ dậy thì sớm chứ người ta không sợ dậy thì trễ. Nhưng mà đương nhiên người ta sợ không dậy thì, được không nào? Sẽ có những rối loạn làm cho cơ thể em bé không có dậy thì được. Xuất huyết tử cung là cái đánh dấu cái thời chu kỳ kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt có thể khác nhau về thời gian, khoảng cách, lượng máu và triệu chứng đi kèm, được không? Máu chảy ra trong cái chu kỳ kinh nguyệt là do niêm mạc của cái tử cung bị bong tróc ra. Và lưu ý đây là máu ở động mạch chứ không phải là máu tĩnh mạch, đây là máu đỏ tươi từ động mạch chảy ra ngoài. Và trung bình một chu kỳ kinh nguyệt là khoảng 28 ngày cộng trừ 2, tức là khoảng 26 ngày 30 ngày, có thể kéo dài sớm hơn hoặc là chậm hơn, thì nó là bình thường. Và thời gian hình kinh thì trung bình là từ 3 đến 5 ngày, được không? Nếu kéo dài trên 7 ngày thì được gọi là rong kinh. Dạ. Và ngày của chu kỳ kinh nguyệt được đánh bằng số, ngày đầu tiên là ngày bắt đầu có kinh. Tức là ngày một chu kỳ của bạn có 28 ngày thì cái ngày đầu tiên á, ngày đầu tiên của một chu kỳ tức là ngày bắt đầu có kinh, mà bắt đầu xuất huyết là ngày số 1. Được không ạ? Rồi, ngày thứ 14 của chu kỳ kinh nguyệt sẽ là ngày rụng trứng thì các bạn sẽ đếm nhé. Ví dụ như là tháng này các bạn sẽ có kinh vào tháng này là tháng mấy nha, tháng này là tháng 4, hôm nay là ngày 6 tháng 4, ngày 6 tháng 4 là ngày các bạn có bắt đầu xuất huyết, tức là có chu kỳ kinh nguyệt, ngày đầu tiên bắt đầu xuất huyết được gọi là ngày số 1 của chu kỳ kinh nguyệt. Vậy thì ngày thứ 14 sẽ là ngày rụng trứng, đúng không? Ngày thứ 14 của chu kỳ kinh nguyệt sẽ là ngày rụng trứng. Vậy thì ngày của 14 chu kỳ kinh nguyệt sẽ tương ứng với ngày nhiều ạ. Nếu hôm nay là ngày đầu tiên thì ngày thứ 14 đó sẽ là ngày nhiều, là ngày 18, sẽ là ngày 20 tháng 4. Vậy thì ngày 20 tháng 4 sẽ là ngày rụng trứng, đúng không? Vào cái thời kỳ rụng trứng của nữ giới là cái thời kỳ mà gì ạ? Khả năng thụ thai là cao nhất. Những người mà mong muốn có con thì người ta sẽ phải cân cái ngày rụng trứng, ngày nào rụng trứng người ta quan hệ sinh tình dục vào những cái ngày rụng trứng đó thì khả năng có thai nó sẽ cao hơn. Và cũng từ đó người ta sẽ ngừa thai bằng cách đếm ngày rụng trứng, được không? Vào cứ càng sát ngày quan hệ tình dục, càng sát ngày rụng trứng thì sẽ khả năng có thai sẽ cao, còn quan hệ tình dục vào xa cái ngày rụng trứng
thì cái khả năng có thai nó sẽ thấp, hiểu không? Rồi thế thì trước cái ngày rụng trứng 7 ngày và sau ngày rụng trứng 7 ngày là cái giai đoạn nguy hiểm dễ có thai, được không? Giai đoạn còn lại là giai đoạn an toàn, với điều kiện các bạn đếm đúng nha. Học xong rồi đếm sai một cái là dễ nguy cơ lắm á, được không? Máu kinh nguyệt nó không có màu đỏ tươi, tức là mà nó bị thành hay hay có cục nè, hay có bị màu đen nè, tức là nó bị ứ lại ở trong buồng trứng á, nó bị tắc lại ở trong buồng trứng mà nó không có bong tróc, nó không có chảy ra ngoài được, nó sẽ làm cho mình rất là đau. Thì các bạn sẽ nữ sẽ để ý là nếu như mà cái ra chu kỳ kinh nguyệt mà nó ra máu mà nó cứ ở cái mức độ là nó hay ra cục và nó màu đen thì nó các bạn thường có cảm giác nó cực kỳ đau. Thì các bạn có thể sử dụng các cái thuốc để điều hòa lại cái lượng máu của mình, ví dụ như là các bạn có thể là uống cao ít mẫu chẳng hạn nha. Nếu tiếp xúc với các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại, tivi ảnh hưởng đến khả năng có con của nữ giới sau này không cô? Nó tại vì cái buồng trứng của nữ giới á, thì nó nằm ở bên sâu ở bên trong cơ thể, cho nên là cái mức độ ảnh hưởng thì nó sẽ ít hơn so với nam giới. Đương nhiên là người ta dự đoán, người ta thấy là vẫn có nguy cơ chứ không phải là không. Nhưng mà nó ít hơn so với ở nam giới. Rồi một cái chu kỳ kinh nguyệt thì nữ giới sẽ mất trung bình khoảng 80 ml máu, cho nên nữ giới cần phải ăn uống đầy đủ vào chu kỳ kinh nguyệt để bù đắp lại cái lượng máu bị mất đó đi. Rồi trên cái sơ đồ này thì các bạn có thể thấy nè, đây là ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, nội mạc tử cung nó bị thoái hóa, nó bắt đầu bong tróc dần đi, đúng không? Nhưng mà tử cung nó sẽ bắt đầu bong tróc dần đi. Tới thời kỳ này thì cái trứng ở trong cái buồng trứng nó đang còn ở cái giai đoạn thứ cấp, và với tác dụng của cái FSH thì nó sẽ làm kích thích làm cho nang trứng nó làm cho nang trứng nó phát triển dần lên. Nang trứng nó càng phát triển dần, nang trứng nó sẽ càng phát triển dần thì nó sẽ càng sản xuất ra nhiều estrogen. Estradiol là estrogen nè. Nang trứng phát triển lớn nhất thì là lấy thời điểm mà cái estrogen nó là nhiều nhất, và từ đó nó sẽ kích thích estrogen nó cao nhất thì nó sẽ kích thích tuyến yên tiết ra LH. Thì khi mà L kích thích tuyến yên LH làm cho LH tiết ra càng nhiều, LH tiết ra một cách nhiều đột ngột như vậy thì nó sẽ gây ra tình trạng phóng loãng. Gây ra tình trạng phóng loãng, tức là ngày thứ 14 LH tiết ra nhiều nhất thì nó sẽ kích thích phóng loãng. Rồi sau khi phóng loãng xong, sau khi phóng loãng xong thì nó sẽ tạo thành hoàng thể, và hoàng thể chính là nơi tiết ra progesterone. Và vào cái thời điểm này là thời kỳ mà cơ thể nó sẽ làm tăng chuyển hóa lên, là tăng nhiệt độ của cơ thể lên cao, được không nè? Tăng nhiệt độ của cơ thể lên cao. Và đương nhiên này, lúc này thì cái nang trứng nó không còn nữa, nang trưởng thành nó không còn nữa, cho nên cái nồng độ estrogen nó bắt đầu giảm xuống và thay thế vào đó là progesterone. Nếu như mà nang trứng nó phát triển, nó được thụ thai thì cái hoàng thể nó tiếp tục phát triển và tiếp tục tiết progesterone kéo dài, làm cho niêm mạc tử cung nó ngày càng phát triển tơi xốp hơn để nuôi dưỡng cái bào thai tốt hơn. Còn nếu như mà cái trứng nó không được thụ thai thì hoàng thể nó sẽ teo dần trở thành cái thể trắng, trở thành cái chất trắng và không còn progesterone nữa. Sự giảm sụt đột ngột giữa progesterone và estrogen thì nó sẽ làm cho cái niêm mạc của tử cung nó thoái hóa và nó dần bong tróc, lại bắt đầu cái chu kỳ kinh nguyệt mới. Được chưa nào? Uống thuốc giảm đau nhiều lần khi có kinh nguyệt có thể dẫn đến tử vong đúng không cô? Không em, vào cái chu kỳ kinh nguyệt thì uống theo liều của nó thôi, uống theo liều quy định thôi. Thực ra thì có nhiều cái phương pháp sử dụng thuốc giảm đau. Một trong những phương pháp sử dụng thuốc giảm đau đó là sử dụng các cái thuốc mà nó gây ức chế sự co thắt cơ trơn tử cung thôi, nó không có gây ảnh hưởng gì quá nhiều mà có thể dẫn đến tử vong cả đâu em. Mình uống theo liều, đúng liều của nó thôi, không vấn đề gì cả. Rồi, được chưa? Như vậy thì chu kỳ kinh nguyệt thì nó sẽ gồm có ba cái giai đoạn: giai đoạn tăng sinh, tức là gì ạ? Giai đoạn mà mạch máu nó bắt đầu tăng sinh nè, phát triển nè. Rồi đến giai đoạn xuất tiết, tức là nó tiết nhưng mà nó tơi xốp nhất, nó tiết ra nhiều chất nhờn nhất để giúp cho bám dính của trứng được dễ dàng. Và sau đó khi mà nồng độ estrogen, progesterone nó giảm sụt đột ngột thì nó bắt đầu thời kỳ thoái hóa, bong tróc và chảy máu nha. Rồi
Vào giai đoạn tăng sinh thì cái FSH và LH được tiết ra rất là nhiều, năng trứng phát triển tiết ra estrogen, các cái niêm mạc ở trong tử cung nó sẽ phát triển, các cái tuyến nó sẽ dài ra. Rồi hoàng thể nó sẽ được tiết ra nhiều hơn, làm phát triển các cái mạch máu ở trên nó. Và cuối cái giai đoạn này thì hoàng thể nó teo dần, estrogen và progesterone nó sẽ giảm, làm cho niêm mạc bị thoái hóa, nó bị bong tróc ra, niêm mạc nó bị bong tróc ra. Và sau đó thì nó sẽ chảy máu từ 3 cho tới 5 ngày, sau 3 đến 5 ngày thì nó sẽ hết. Và các bạn sẽ thấy nè, ở nữ không có tế bào gốc, em bé được sinh thành ở trong bào thai là nó đã, ông trời đã cấp cho nó khoảng 7 triệu năng trứng. Sau khi sinh thì nó thoái hóa hết còn có 1 triệu, và đến thời kỳ dậy thì nó thoái hóa hết còn có 300 ngàn trứng thôi, đúng không? Và khoảng 500 trứng trưởng thành ở trong giai đoạn sinh sản mà thôi. Được không ạ? Số lượng trứng ở nữ giới nó sẽ rất là hạn hẹp. Được chưa? Cho nên dậy thì sớm thì nó rụng hết trứng rồi thì nó sẽ làm cho người ta bị mãn kinh sớm. Rồi. Được chưa nào? Đây là các cái nang trứng này, từ nang trứng sơ cấp đến nang trứng thứ cấp, cho đến nang trứng trưởng thành, ta gọi là nang đi crab. Nang trứng trưởng thành sẽ phóng loãng ra và tạo thành hoàng thể. Hoàng thể sẽ tiết ra progesterone, nếu không thụ thai thì nó sẽ thoái hóa thành chất trắng. Được chưa? Rụng trứng vào ngày nào? Vào ngày thứ 14 của chu kỳ kinh nguyệt. Và trứng nó cũng chỉ tồn tại 24 đến 48 giờ thôi, nó không phải là ở trên nó hoài đâu. Nó sẽ chờ đợi tinh trùng trong khoảng 24 đến 48 giờ thôi. Nếu mà tinh trùng mà nó không tới được trong cái khoảng thời gian này thì thôi cũng đành chia ly từ đây thôi. Được không? Cho nên vào cái thời điểm rụng trứng và đúng cái thời điểm này tinh trùng vô gặp trứng thì khả năng thụ thai nó mới cao. Rồi, sự thụ tinh xảy ra ở đâu? Xảy ra ở trên ống dẫn trứng, ở 1 phần 3 ngoài ống dẫn trứng, tức là ở đoạn bóng á. Khả năng thụ thai cao nhất là vào 14 đến 24 giờ sau khi xuất tinh. Và sau khi dưới 48 giờ sau khi phóng mãn, tức là nó sẽ phải gặp nhau đúng vào cái thời điểm này nè. Được không? Đúng vào thời điểm ngưu lang chức nữ gặp nhau này, khả năng thụ tinh nó mới cao nè. Được không nè? Rồi, chứ còn sau cái khoảng thời gian này thì nó không có tác dụng gì nữa hết á. Rồi, sau 30 giờ sau khi thụ tinh sẽ bắt đầu hợp tử, nó sẽ bắt đầu phân chia, cứ 10 giờ nó sẽ phân chia một lần. 7 ngày sau nó sẽ bắt đầu di chuyển xuống dưới cái tử cung và bắt đầu làm tổ ở dưới nội mạc tử cung. Tức là 7 ngày sau thì cái hợp tử nó mới xuất hiện ở trong tử cung. Và khi mà sắp xuất nhập vào nội mạc tử cung thì lúc đó mẹ mới bắt đầu đưa máu vào để nuôi dưỡng cái hợp tử này. Và hợp tử này sẽ bắt đầu phóng hormone HCG của nó vào trong máu của bà mẹ, và bà mẹ sẽ đi tiểu ra trong nước tiểu có hormone HCG đó, và lúc này thì thử que nó mới lên hai vạch, được không? Thử que tức là thử cái hormone HCG đó, và phải sau 14 ngày, sau 14 ngày sau khi nó được thụ tinh thì lúc đó hợp tử, lúc đó mới 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 có thể là phát hiện được bào thai ở trong tử cung. Còn trước đó thì vẫn chưa có phát hiện được bào thai đâu. Rồi sau 9 tháng 10 ngày thì sẽ bắt đầu có những cơn co thắt tử cung dưới tác động của oxytocin, làm đẩy em bé ra ngoài, được không ạ? Rồi sau khi em bé ra ngoài thì 6 tuần sau sinh, đặc biệt là sinh thường, sẽ là thời kỳ hậu sản. Đương nhiên nếu mà sinh mổ thì nó sẽ kéo dài cái thời gian hậu sản này hơn. 6 tuần là thời gian mà cơ quan sinh dục nó sẽ dần dần trở về cái trạng thái gần như bình thường trước đó, trừ tuyến vú. Đương nhiên tuyến vú sẽ tiếp tục phát triển để tiết sữa nuôi em bé. Và sau đó tới cái thời kỳ mãn kinh là thời kỳ khoảng 45 đến 55 tuổi, lúc này trứng đã gần hết rồi, buồng trứng nó sắp gần hoạt động rồi, chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ thưa thưa thớt dần và hết, hormone sinh dục nó sẽ giảm và nó sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy, đúng không? Nó sẽ làm cho cái người phụ nữ rất là mệt mỏi và rất là dễ bị loãng xương, rất là dễ bị bốc hỏa, tính tình nó sẽ cáu gắt khó chịu hơn. Vào cái thời kỳ mãn kinh này thì hầu như thấy chị em phụ nữ nào cũng khó chịu, cũng bực bội hết trơn á nha. Tới đây là chúng ta đã xong cái bài giải phẫu sinh lý hệ sinh dục, các bạn có thắc mắc gì nữa không nè? Bài hôm nay khá dài nha, là chờ các bạn kiểm tra xong nữa.